Đây, chào anh em, nay quay con súc lật Hinomoto 324, còn đẹp long lanh nha anh em, bánh đồ nó còn đẹp chưa răng nứt luôn. Con này là mới hoàn toàn luôn. Gầu súc của nó là mới luôn nha em. Con này là dọn hết rồi. Máy đề nó là nổ nhẹ nhàng. Ben nâng đồ đầy đủ. Đi của nó là còn mới long lanh luôn nha anh em. Con này là dọn xong hoàn chỉnh hết luôn rồi, gầu của nó cũng là gầu mới luôn. Không có đổ ơi, không có khối luôn nha anh em. Rồi ai mua cứ liên hệ cho mình để số điện thoại. Rồi chào anh em nha.